Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm quán cà phê Tạo và Bếp của anh Tạo Nguyễn nha cả nhà. Quán của anh có hẳn một menu cái nước detox từ rau củ quả tươi ngon siêu hấp dẫn luôn đó. Riêng mình thì thích béo và ngọt nên mình đã chọn trà sữa ô long. Trà sữa thơm béo hợp khẩu vị của mình nè. Nhâm nhi nước xong rồi thì tới màn dạo và ngắm các bạn bếp thôi nào. Về bếp thì đa dạng lắm luôn nha. Mới giờ tôi thấy các bạn này mắc cười lắm là nhưng mà tôi quên hỏi bả là giống gì rồi. Có cả sóc bay, rắn bạch tạng, rồng út và rồng đuôi bờm nữa. Và nhiều nhất đó là rồng Nam Mỹ đó mọi người. Quán của anh Tạo hầu như có tất cả các dòng của rồng Nam Mỹ luôn nha. Có đầy đủ các màu và mỗi bé là có một vẻ đẹp riêng. Tôi nhìn màu của mấy bả mà tôi còn mê nữa. Và ông chồng tôi là ổng mê bé này nhất. Một em tha nó xịn sò nha. Nhưng mà em hơi bị hăng luôn á. Sẵn có anh Tạo ở đây thì tranh thủ nhờ ảnh cho rờ sờ mó một tí. À là xin sờ mó cái bé tha nót này nha các bạn ơi. Đợi em trúng số em rút về cho một bé nha chồng ơi. Không quên lạng qua hai cái bạn rùa xuân cơ ta này nha. Bảo bảo nhà tôi nuôi biết chừng nào mới được size này trời. Mọi người nên rước một bé xuân về chăm thích lắm mọi người. Không gian quán thì rộng rãi và thoáng mát, cũng có rất nhiều background xịn cho các bạn tha hồ selfie chụp choẹt nè. Ấn tượng với cái bàn gỗ này nè, trồng trực tiếp xương rồng lên luôn. Mọi người mà có con nhỏ muốn tìm một không gian mới cho con